khu chợ Hội An đã gần 200 năm tuổi, không chỉ là một nơi đã chứng kiến rất là nhiều những cột mốc lịch sử, mà còn là nơi chứng kiến sự sầm uất, sự giao thương, văn hóa gắn liền với đời sống thường nhật và dân dã. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thiết kế được tạo nên bởi DNA của thương hiệu Phủ Ngọc và Son. Ngay bây giờ, hãy cùng hòa nhịp con tim của mình thông qua sự kiện Phương Đông rực rỡ, The Color of the Heart.